Nam mô Phật. Nam mô Phật. Nam mô Tăng. Mô Phật. Nghi thức cầu an một dân hương với hương định hương giữ huệ hương giải thoát trì kiến hương quang minh văn văn đại biên pháp giới cung mà dường tam bảo khắp ba mười phương. Mô Phật. Hai lễ Phật kinh lạy Phật từ bi cứu thế đem đạo lành phổ tế chúng sinh trần gian biết nẻo tu hành nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường. Mô Phật. Ba lễ pháp kinh lạy pháp là phương giải thoát gốc chân truyền y bác từ xưa pháp tu chân đắc kịp giờ độ người qua đến bên bờ bên kia. Nam mô Pháp. Bốn lễ tăng kinh lạy tăng nghiêm mà trì giới luật hành tăng vô nhất nhất vật thanh bằng tự mình giác ngộ lý chân giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Nam mô tăng. Nam kinh nguyện Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Bạch Đức Thế Tôn, ca con xin trì tụng phẩm kinh này để cầu an cho mẹ và bà chúng con Phạm Thị Trâm pháp danh Tâm Bâu 84 tuổi và tất cả bà con gia quyến hai bên nội ngoại gia đình chúng con và tất cả chúng sinh trong mười phương kẻ âm được siêu người dương thanh thơi cùng nghiệp qua nạn khỏi tất bình minh tay ách tiêu trừ thiện căn tăng trưởng phước huệ trang nghiêm sở nguyện tỷ tâm thành vô thượng đạo xin ơn trên chư Phật chứng minh. Mô Phật. Nam kinh nguyện Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Bạch Đức Thế Tôn, ca con xin trì tụng phẩm kinh này để cầu an cho mẹ và bà chúng con Phạm Thị Trâm
Pháp dân tâm bao tám mười bốn tuổi và tất cả bà con gia quyến hai bên nội ngoại gia đình chúng con và tất cả chúng sinh trong mười phương kẻ âm mà được siêu người dưỡng thanh thơi cùng nghiệp qua nạn khói tất cả bình tai ách tiêu trừ thiện căn tăng trưởng phương huệ trang nghiêm sở nguyện tùy tâm thành vô thượng đạo xin ơn trên chư Phật chứng minh. Mô Phật. Nam kính nguyện Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Bạch Đức Thế Tôn, ca con xin trì tụng phẩm kinh này để cầu an cho mẹ và bà chúng con phạm thị trâm pháp danh tâm bao tám mười bốn tuổi và tất cả bà con gia quyến hai bên nội ngoại gia đình chúng con và tất cả chúng sinh trong mười phương kẻ âm được siêu người dương thanh thơi cùng nghiệp qua nạn khói tất cả bình tai ách tiêu trừ thiện căn tăng trưởng phương huệ trang nghiêm sở nguyện tùy tâm thành vô thượng đạo xin ơn trên chư Phật chứng minh. Mô Phật. Phật. Kính nguyện Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Đức Thế Tôn, ca con xin trì tụng phẩm kinh này để cầu an cho mẹ và bà chúng con phạm thị trâm pháp danh tâm bao tám mười bốn tuổi và tất cả bà con gia quyến hai bên nội ngoại gia đình chúng con và tất cả chúng sinh trong mười phương kẻ âm được siêu người dương thanh thơi cùng nghiệp qua nạn khói tất cả bình tay ách tiêu trừ thiện căn tăng trưởng phương huệ trang nghiêm sở nguyện tùy tâm thành vô thượng đạo xin ơn trên chư Phật chứng minh. Mô Phật.